các cổ động viên vận động viên đang thưởng thức bài Người Con Gái Bắc Hồ của câu lạc bộ đơn vị Quốc Cẩm đang trình diễn bài Người Con Gái Bắc Hồ. Ngay bây giờ mắt chúng tôi nhận được ba nắng hoa của ba gia đình, tức là gia đình Kéo và Huyền Dung, gia đình nhà chị Bằng Ngọc và gia đình nhà chị Hình Đức đã ba nắng hoa mẹ ban tổ chức. Sau bài biểu diễn Người Con Gái Bắc Hồ, chúng tôi xin mời anh Lục đại diện cho ba lô hoa trên và trao tặng hoa cho câu lạc bộ. Chúng tôi xin mời anh Lục đứng ở đâu và ba đại diện sau bài biểu diễn tôi đã bắt đầu về tặng hoa cho câu lạc bộ. Dòng sông và tiếng hát. Vâng, dòng sông và tiếng hát và dòng sông.